Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục bên em lại lên cho anh em và các bác những mẫu dây tín hiệu như cái mẫu dây Canon này, hay là những mẫu dây AV, hay là những mẫu dây mic hôm nay cũng có luôn cho anh em nhé. Mẫu dây mic hay là những mẫu dây súp điện, đấy, cũng có luôn. Hay là những mẫu dây AV phòng thu, đấy, của Hitachi, của bãi Nhật. Thì hầu như hôm nay em lên cho anh em và các bác để anh em về các bác thay thế hay là anh em nâng cấp cái bộ dàn của anh em. Đấy, nếu mà anh em nào mà đang còn sử dụng những cái dây hàng chợ, hàng kém chất lượng thì anh em không tội gì mà phải không cải thiện cả. Vì những cái mẫu dây mà hôm nay em lên cho anh em nó cực kỳ bình dân thôi. Đấy, cực kỳ bình dân mà nó lại là dây bãi Nhật xịn anh em nhé. Đấy, tất cả dây bên em thì đều là dây của Hitachi hết. Đấy, từ những cái đầu dắp này, đấy, cho đến cái dây. Được chưa? Đây, anh em thể nhìn trên dây này, chỗ Hitachi chạy dọc trên dây luôn. Mà dây tín hiệu của Nhật thì lúc nào cái độ chống nhiễu và cái độ chống ù xì trôi xạ tín hiệu của nó cực kỳ tốt anh em nhé. Mà đặc biệt nhất là nó cải thiện được cho anh em về chất âm. Đấy, nghe nhạc bolero hay là hát karaoke nghe rất là sướng. Đấy, nó lại tôn được giọng và tôn được cái giải lời lên rất là sướng. Rồi ok, bây giờ em sẽ điểm qua một vài cái mẫu dây hôm nay em muốn lên cho anh em. Thì đầu tiên là những bộ dây AV đi, những mẫu dây AV trước. Đây là những mẫu dây AV của Hitachi với mức giá chỉ có hơn 200.000 đồng cho bộ thôi anh em nhé. Đây, dây AV của Hitachi. Đấy, bình thường anh em có thể chơi gọi là chơi một sợi, nhưng mà đây là hai sợi riêng biệt thì anh em biết là tốt như nào. Đây, từ những cái đầu dắp. Đấy, đây, vàng này. Hay là những cái chất liệu dây. Đấy, tất cả đều có chữ tín hiệu hết. Đấy, ngoài màu ghi này ra thì em có cả màu đen. Em có cả màu đen này. Đấy, màu đen. Màu đen có màu ghi, màu đen, màu trắng. Có cả màu trắng cơ. Đấy, thì tất cả đều là dây của Nhật hết anh em nhé. Đó, được chưa? Giá chỉ có 220.000 đồng cho bộ dây một cặp. Đây, một cặp như này là giá là 220 này. Đấy, dài 1 mét anh em nhé. Một bộ dài 1 mét. Đấy. Rồi tiếp theo nữa là đến những cái bộ dây AV phòng thu. Đấy, em định để cái này cuối cùng cơ, mà thôi tiện này cầm rồi lên luôn. Đây là những bộ dây AV phòng thu để cho anh em nào mà thích cái độ trung thực. Đấy, thích cái độ chống nhiễu tốt. Đấy, chống sôi, chống ù, chống rầy. Đấy, thì cái dây này thì được rất nhiều anh em tin tưởng sử dụng. Đấy, thì đã nhắc đến dây phòng thu thì anh em biết cái chất lượng khi người ta thu âm, đúng không ạ? Chất âm nó ra cực kỳ trong trẻo. Đấy, và đặc biệt nhất là cái giải lời. Trong phòng thu âm thì nó người ta rất chú trọng vào cái giải lời, giải mid ấy. Đấy, thì nếu mà anh em mà thích nghe giải lời, thích nghe lời ca, tiếng hát nó sáng hơn. Đấy, thì cái dây này sẽ lên được cho anh em cái giải lời. Dây phòng thu thì nó không cần to anh em nhé. Nếu mà phòng anh em nó rơi vào tầm 25 đến 30 mét vuông thì anh em không cần thiết phải chơi dây quá to. Đấy, anh em có thể để ý trong cái phòng thu âm ấy, người ta không hề to, cái phòng nó rất là nhỏ thôi. Đấy, nên là cho ra chất âm rất là trong trẻo và độ chính xác rất là cao. Đấy, nên là dây này không còn to. Đấy, lõi nó trong này của nó rất là nhiều lõi em nhé, trong này của nó tới 4-5 lõi. Đấy, và cái độ chống nhiễu của nó rất là tốt. Đấy, dây này thì có mức giá là 250.000 đồng cho bộ, 250. Đấy, một bộ đây, hai sợi. Đấy, ngoài ra thì anh em thể nhìn là bên ngoài của nó sẽ được bọc một cái lớp vải dù này. Đấy, để chống gãy cập. Rất là cẩn thận đúng không ạ? Đấy, lớp vải dù 250 cho bộ. Rồi ok, sang mẫu khác luôn. Tiếp theo đến là những mẫu dây để anh em cắm từ vang xuống âm ly. Vang xuống âm ly thì em có Canon cái da V, cũng là dây của Nhật, giá cũng là 220.000 đồng anh em nhé. Đấy, đồng giá 220 hết. Chỉ có duy nhất là cái dây phòng thu nó nhỉnh hơn một chút thôi. Đấy, nó nhìn hơn một chút thôi vì cái chất lượng dây của nó tốt hơn. Đấy, rồi tiếp theo đến là dây Canon, hai đầu Canon. Đấy, hai đầu Canon được mà được cái nhiều anh em hay gọi là dây ba lăng đấy, để anh em cắm từ vang xuống đẩy. Đấy, em thấy rất nhiều anh em còn đang sử dụng những cái hàng chợ, hàng kém chất lượng, những cái hàng mà người ta hay tặng kèm theo máy đấy, là những cái hàng nó không, nói chung là nó để mà nói nó kém thì nó cũng chẳng kém lắm, nó vẫn dùng được thôi. Nhưng mà nếu mà anh em thay được thì nó tốt, sẽ tốt hơn là anh em sử dụng những hàng tặng đấy. Đấy,
Nên mà cái dây Nhật này thì nó đã tốt rồi, chất lượng tốt, giá lại phải chăng, chỉ có 220 đồng một bộ. Đấy, từ những cái đầu rắc này, bên em chọn lọc cho anh em toàn đầu đồng hết này, anh em thấy không ạ? Đấy, mà giá chỉ có 220. Dây to chứ không phải dây nhỏ anh em nhá, dây to. Đấy, có đúng cái dây phòng thu này này thì nó không cần to. Nhưng mà anh em nào mà nghe nhạc mà không cần diện tích phòng tầm 30-35 mét chơi dây này, ok nhá. Rồi tiếp theo đến là dây đực da V. Đực da V này thì đây là canon đực này, còn đây là canon cái này anh em này. Đấy, canon đực này thì thường anh em hay cắm từ nâng tiếng hoặc là lọc xì xuống con vang. Đấy, lọc xì xuống vang nhiều anh em chơi cái này. Đấy, giá cũng chỉ 220 đồng bộ. Nếu mà đã thay, nếu mà anh em đã dàn, ví dụ dàn anh em từ lọc xì này xuống nâng tiếng này, từ nâng tiếng xuống vang này, từ vang xuống đẩy này, đấy thì anh em đã thay là thay hết toàn bộ, nó không đáng bao tiền cả. Để mà nói thật, khi anh em thay một lần mà dùng suốt đời luôn, những cái dây này em bảo hành cho anh em trọn đời nhá. Đấy, rồi chỉ có giá là 220 đồng một bộ. Rồi tiếp theo đến là những cái bộ dây này thì nó hơi đặc thù một chút, đặc thù cho anh em nào chơi mixer 6 ly da Canon đực. Đấy, đây đặc thù anh em nào chơi mixer nhìn phát biết ngay này. Hay là từ AV ra 6 ly. AV 6 ly này cũng đặc thù cho mixer nhiều hơn là anh em nào chơi vang đẩy thì nhìn cái này có khi không biết. Đấy, còn anh em vang đẩy thì không còn lạ gì. Đây, dây 6 ly dành cho mic không dây. Dây hai đầu 6 ly dành cho mic không dây, cũng là dây Nhật luôn, giá là 250.000 đồng một sợi. Đấy, tại sao nó lại như vậy? Cái đầu rắc của Hitachi này nó rất là xịn anh em nhá. Đấy, nó cao cái đầu rắc 6 ly này anh em này, 6 ly vuông này. Đấy, 250 cho một sợi dài 1 mét. Đấy, như cái sợi AV ra 6 ly như này thì sẽ có mức giá là 350 anh em nhá. Hay là Canon đực ra 6 ly này giá cũng là 350. Đấy, anh em nào mà quan tâm mẫu sản phẩm nào chụp ảnh lại màn hình cho em. Chụp ảnh lại màn hình cho em sẽ gửi đúng sản phẩm cho anh em. Hai cặp này là cứ liên quan đến gì đến 6 ly thì giá sẽ nhỉnh hơn một chút. Đấy, vì bên em phải chọn lọc. Bên em thì riêng những cái đầu 6 ly này thì bên em không dám làm những cái hàng vớ vẩn cho anh em. Lúc nào cũng phải tìm những cái dây cái đầu chất lượng. Vì cái đầu 6 ly này nếu mà anh em mà dùng hàng kém ấy, dùng một thời gian nó bị sờn hết cái đầu tắc này. Đấy, nó xong rồi là anh em lại phải thay. Mà đây sẽ là đầu bãi của Nhật rồi anh em nhá, nên là nó không bao giờ bị sờn nữa, đã là bãi rồi dùng rất là sướng. Đấy, rồi tiếp theo là đến dây sút. Dây sút anh em cắm này từ đẩy này, từ vang này. Đấy, hai đầu ra V, hai đầu V đây anh em cắm vào sút. Còn đầu này tùy anh em chơi vang, chơi từ vang ra hay là chơi từ âm ly ra thì tùy thuộc theo cái lựa chọn của anh em. Có hai cái chuẩn, một là chuẩn, một là dây AV ra 2AV. Đấy, như cái dây này thì thường anh em chơi âm ly ra súp này. Đấy, từ âm ly ra súp, súp điện đấy. Đây, còn từ cái này sẽ là từ vang hoặc đẩy ra súp điện. Đấy, như sợi này thì dài 2 mét anh em nhé. Dài 2 mét, có mức giá là 250 cho một sợi. Một sợi dài 2 mét. Đấy, ngoài ra anh em nào cần dài hơn tầm 3 mét hay là 5 mét hay là 4 mét, cứ liên hệ trực tiếp với em nhá. Đấy, cái này thì em có thể là làm theo yêu cầu cho anh em được. Đấy, lúc này chúng ta sẽ cộng thêm tiền dây vào thôi nhá. Ok, ngoài ra thì đây đã lên là lên nốt cho anh em cái dây mic. Dây mic dài 5 mét này, dây mic dài 5 mét của Hitachi. Riêng cái dây mic này thì bên em chọn lọc cho anh em được những cái dây nó rất là chất lượng mà nó mềm. Anh em nhìn nó mềm này, và cái độ bền của nó rất là cao. Đấy, nó truyền tải tín hiệu ra tốt, chuẩn. Anh em hát nó phải sướng. Nói chung là hát hay hay không, hát hay hay không nó do củ mic và do cái dây mic này rất là nhiều. Đấy, bây giờ cái mic mà không hay thì sao mà ra loa hay được, đúng không ạ? Mà cái mic nó ra đâu? Nó ra cái đường dây mic. Thông từ dây mic chúng ta mới vào vang, đúng không ạ? Con vang là con xử lý. Đấy, thì đầu tiên là chúng ta cũng phải lựa chọn được cái đầu vào nó chuẩn đã, thì khi anh em hát tiếp theo, một bước tiếp theo thì nó mới hay được. Đấy, thì đây là một lựa chọn cho anh em và các bác. Giá chỉ có 350 thôi anh em nhé. 350 cho một sợi dài 5 mét,
dây mic, một đầu 6 ly và một đầu Canon cái. Đầu này anh em cắm vào mic này, đầu này anh em cắm vào vang này. Đấy, giá là 350, dài 5m anh em nhé. Đấy, à, cái sợi này cũng vậy. Đấy, anh em nào quan tâm mẫu sản phẩm nào, chụp ảnh lại màn hình cho em, nhắn tin trực tiếp qua Zalo hoặc liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở ngay trên màn hình nhé. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.